Đây là bài 7 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một của hội quán tham thế. Tỷ chi cửa. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không khó lắm. Bú thải nán. Mình rất bận. Wo hen mang. Uống cà phê. Khơ cà phê. Đừng khách sáo. Bú khờ chỉ. Alo. Uấy. Ở đâu? Tại nào? Ở ngân hàng. Tại yến hàng. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đi. Chủy. Chủy. Từ này dùng với nghĩa chỉ hướng đi xa khỏi phía người nói. Chủy. Chủy. Đi không? Chủy ma. Chủy ma. Bạn đi không? Nì chủy ma. Nì chủy ma. Anh đi không? Với nghĩa rất tôn trọng. Nín chủy ma. Nín chủy ma. Bạn không đi à? Nǐ bú qù ma? Nǐ bú qù ma? Đi ngân hàng. Qù yín háng. Qù yín háng. Đi ngân hàng à? Qù yín háng ma? Qù yín háng ma? Bạn đi ngân hàng à? Nǐ qù yín háng ma? Nǐ qù yín háng ma? Anh đi ngân hàng à với nghĩa rất tôn trọng. Nín qù yín háng ma? Nín qù yín háng ma? Bạn không đi ngân hàng à? Nǐ bú qù yín háng ma? Nǐ bú qù yín háng ma? Đi uống cà phê. Qù hē cà phê. Qù hē cà phê. Đi uống cà phê không? Qù hē cà phê ma? Qù hē cà phê ma? Đi uống cà phê à? Qù hē cà phê ma? Qù hē cà phê ma? Bạn đi uống cà phê không? Bạn đi uống cà phê à? Nǐ qù hē cà phê ma? Nǐ qù hē cà phê ma? Mình không đi. Wǒ bú qù. Wǒ bú qù. Bạn không đi uống cà phê à? Nǐ bú qù hē cà phê ma? Nǐ bú qù hē cà phê ma? Đi đâu? Qù nǎr. Qù nǎr. Bạn đi đâu? Nǐ qù nǎr. Nǐ qù nǎr. Bạn đi ngân hàng à? Nǐ qù yín háng ma? Nǐ qù yín háng ma? Bây giờ là từ không phải. Bú shì. Bù. Bù. Shì. Shì. Bú shì.
不是. Không phải tôi. 不是我. 不是我. Không phải bạn. 不是你. 不是你. Không phải cà phê. 不是咖啡. 不是咖啡. Không phải ngân hàng. 不是银行. 不是银行. Không phải bạn à. 不是你吗? 不是你吗? Không phải cà phê à. 不是咖啡吗? 不是咖啡吗? Không phải ngân hàng à. 不是银行吗? 不是银行吗? Bạn đi ngân hàng à? 你去银行吗? 你去银行吗? Không phải. 不是. 不是. Bây giờ là từ bưu điện. 邮局. 邮. 邮. 局. 局. 邮局. 邮局. Ở bưu điện. 在邮局. 在邮局. Bạn ở bưu điện à? 你在邮局吗? 你在邮局吗? Mình không ở bưu điện. 我不在邮局. 我不在邮局. Đi bưu điện. 去邮局. 去邮局. Không đi bưu điện. 不去邮局. 不去邮局. Bạn đi bưu điện à? 你去邮局吗? 你去邮局吗? Mình không đi bưu điện. 我不去邮局. 我不去邮局. Bạn đi ngân hàng à? 你去银行吗? 你去银行吗? Không phải, mình đi bưu điện. 不是,我去邮局. 不是,我去邮局. Bài học này đến đây là hết.